Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay quay trở lại cuộc đấu solo giữa Nhị Lăng Thành. Một bên đánh Nhị Lăng Thành Quỷ Vương, một bên thì đánh Nhị Lăng Thành không à, kẹp ma điện vô để giảm đam à. Cái đội hình của bạn bên trên nó rất là nhiều người đánh nha. Cũng đang là một meta mới nổi cho những người mà có Nhị Lăng Thành tầm level 9 nào chơi được. 7, 8 thì vẫn thấy có người chơi nha. Bữa trước mình thấy có bạn Nhị Lăng Thành 7 đánh kèm với Quỷ Vương 10 cũng câu được tới hiệp 9 nếu mà không bị dính khống chế, nhưng mà gặp cái đội hình yêu tinh thì hơi khoai. Cái đội hình mà đánh tường kẹp vô là đánh dạng câu kéo, boss nó chỉ sợ con boss khóa. Âm Dương thì cũng sợ, Âm Dương nó đổi tùm lum nhiều khi lại ngon ha. Sợ con boss khóa, con boss chút để ngọn lửa đỏ, hai con boss đó nó giảm chấm của đội hình cũng khoai. Còn lại thì đánh khá là trâu, mình thấy nhiều đánh đấu đam cái tụi này cũng được á. Nếu mà Nhị Lăng Thành mà còn to nữa thì như là chấp yêu tinh luôn cũng không ăn được hay sao á. Với điều kiện là bóng phải to ha, chứ bóng nhỏ thì không ăn thua được. Bóng nhỏ thì thường phải đánh kẹp thêm Quỷ Vương vào để nó phụ đam. Ví dụ như chứ đánh không thì nó hơi toan. Do đoạn đầu mà không ra được bóng thì cũng hơi khoai. Cái con Nhị Lăng Thành này được cái nó chịu hồi hao thêm quyển, cho nên là khi mà bị hao thêm quyển, khi mà nó bóng nó không ra đường biên thì nó vẫn chịu hồi ra con hao thêm quyển để tiêu diệt khoái, không sợ bị hẻo non ha, chỉ sợ là không mua ra được bóng thôi, chứ còn ít khi nào hẻo non lắm. Bây giờ mấy bóng đa phần grid đam bự, cho nên là ít chỉ cũng cầm được qua hiệp 1, nếu mà không ra được bóng gây đam thì cũng cầm được khá là lâu đó. Cho nên là cái đội hình này thấy đang được ưa chuộng. Đợt trước thì cũng tùy, nếu mà gặp yêu tinh thì cũng hên xui, nhưng mà nếu mà to quá thì yêu tinh bút vô vẫn không thấm à, cũng khoai phết á. Đó thì cái sự kiện nó có vẻ sắp hết rồi, nhưng mà trên bản Android hình như vẫn chưa được fix cái vụ nạp sự kiện hay sao á, chắc là nó bị lỗi gì đó nặng lắm cho nên là không được. Nên mà em có thể mượn iPhone của ai đó đăng nhập vô, hoặc là chuyển vùng các kiểu gì đó. Thấy nhiều bạn cũng hỏi nhưng mà mình chịu rồi, cái này thua, xài iPhone thôi chứ còn Android thì chịu không biết sao. Chuyển vùng mình như được đó anh em mà, chuyển vùng. Nhưng mà cách chuyển vùng thì anh em lên mạng sờ xem, tại mình không có máy Android thì cũng không có tìm hiểu sâu. Thì có bóng sự kiện thì sau này dùng cái bóng gương nó đổi cũng được. Khi mà sự kiện của nó hết á thì dùng gương để nâng cấp bóng vẫn được ha. Chỉ có điều là phải mở được bóng. Còn không mở được bóng thì dù có gương thì cũng không chịu, không làm được gì ha. Mà bắt buộc phải mở được một cái bóng nào đó thì mới dùng gương để nâng cấp được. Nó chỉ hỗ trợ nâng cấp thôi. Đó, quay trở lại với trận đấu thì cái đội hình này như mình nói là nó cái đội hình này, đội hình xuôi theo chiều gió mà. Boss ra kiểu gì đánh kiểu đấy ha. Nó có một dạng đánh nhây nhây á, đánh về hiệp 9, hiệp 10 nếu mà bên kia đuối đam là ngon phết á. Nó có tường rồi, nó còn có con hao sinh khuyển nó cản boss nữa, thì cái tỷ lệ câu kéo nó rất là trâu về sau. Khi mà hai bên cùng với boss thì khả năng đối thủ thua boss trước là rất là lớn, tại vì không có câu kéo ha. Này có tường, tường giờ đa số tường 20 hết rồi, mấy anh bạn mà leo bóng nó to này tường 20 rồi, bóng nó dễ ra. Cái bóng mà đời xưa thì nó dễ cho ra, cho nên là lên 20 maximum hết rồi. Có thiên phú các kiểu nó cũng rất là ngon ha. Thì tường thì nó chặn cho cái con Nhị Lăng Thành nó quạt. Bây giờ mình thấy là đánh hình như đánh không sợ mê hoặc đâu anh em mà. Nếu mà có tường vô có mê hoặc, nhưng mà cái con hao tinh quyển nó không có bị, nó là dòng triệu hồi, cho nên là dù dính mê hoặc nhưng mà nó vẫn chơi được ha. Chỉ có về late game ấy, khi mà trâu quá rồi bút mê hoặc vô thì nó có kèo, chứ còn giai đoạn đầu thì bóng nó to thì nó cũng không sợ đâu. Nó phải có đam, bên mình phải giữ được đam về late game mới đam mới đánh được. Đó, bên dưới này thì bóng to hơn nè, có thức tỉnh tầng tiềm năng thứ hai rồi, cái con hao thiên quyển nó biến lớn ít chỉ phải 12 độ lên. Còn bên kia thì chắc là chưa, bên kia là chỉ dưới 12, không biết là bao nhiêu, nhưng mà đánh kẹp Quỷ Vương thì chắc bóng cũng không to lắm đâu.
thường thì đánh cùng quỷ vương để có thêm đam. Cái đội hình ở trên anh em nếu mà đi cày cúp thì sẽ gặp khá là nhiều, không biết sao nhưng mà thấy người ta đánh kiểu này khá là nhiều nha anh em, không như có vẻ như là không sợ khống chế hay sao, nó đánh rất là nhiều nha. Mình đánh gặp cũng có gặp mấy trận đánh đấu đam, đấu đam thì bóng bên nào to hoặc là câu kéo được lâu thì bên nó win thôi, nhưng mà có cái con tường với lại con thao trình quyển nó câu boss khá là ngon về giai đoạn late game, cho nên là có thể là được chuộng. Có nó cái con hao thiên quyển nó đẩy rất là ngon nha anh em, bóng nhị đăng thần tại vì nó hơi đặc thù, nó phải xây ra đường biên nhưng mà thực chất thì nó vẫn rất ngon khi mà nó có thể triệu hồi thêm được một con hao thiên quyển nữa thì nó ngon ở chỗ đó nữa. Cố gắng mở đất ha, mở đất chứ không là mở không thì cũng thấy được xài nhiều, nói chung hai cái bóng sự kiện giờ đang được xài khá là nhiều rồi, bóng nó đang xịn rồi, đang ảo đam cho nên là được đem đi đánh cúp khá là nhiều. Hiệp này thứ 8 rồi nha mà rất là trâu. Bên dưới này thì bài hơi đen khi mà ra những cái con sao chép 7, nhưng mà lại không có cái con nhị lang thần 7 nào để sao chép, hơi xui. Ghép cái cặp ma điện vô nữa không để cầu may không ta. Giờ tăng trưởng nó có thiên phú rồi cho nên là cũng không sợ đánh tăng trưởng, chủ yếu là đánh cái đội hình này thấy đánh tăng trưởng không mà không có đánh tăng sao để cho nó đẩy chấm lên cao, chứ đánh tăng sao thì nó lại hơi khó ha. Nhưng mà bên kia đánh tăng trưởng để gọi là không có sợ kẹt, mà đánh là kiểu đánh không sợ kẹt, đánh theo boss với lại quái ra như thế nào đánh theo đó luôn, không có sợ kẹt ha. Đây để xem coi là khúc này nó như thế nào này. Nhưng mấy cái con đổi bóng này thì nó rất là ngon tại vì nó làm cho gỡ gỡ kẹt cho đội hình thôi, có tường nó câu kéo thì sẽ có thời gian cho cái con nhị lăng thần nó bem ha. Và bên dưới này thì không có phụ đam cho nên là phụ thuộc hoàn toàn vào cái con nhị lăng thần. À, bên dưới kia thì bên trên kia thì giết được boss rồi nhưng mà bên dưới này thì bóng khá là to cho nên là cũng kết liễu hơi chậm thôi nhưng mà vẫn rất ngon ha. À, còn chú tệ còn lừa đỏ con này khó chịu nè, con này nó sẽ giúp cho cái đội hình ở phía dưới có thể gỡ kẹt được ha, khi mà có quá nhiều cái con 7 chấm nhưng mà toàn là sao chép không à, có tường băng với ma điện thôi, không có cái con nhị lang thần nào bảo kê hết. Đây là cái bóng to nha cho nên là anh em thấy nó có 4 chấm mà nó câu rất lâu, còn ngoài rìa nó không có mấy bóng mà nó câu lâu phết á, chứ không là ít chấm như này là dễ toạc lắm. Đuối đam hiệp 9 này là khả năng là nếu mà tầm level 7, level 8 là khả năng tới hiệp này là đuối lắm, khi mà bị ma điện ăn vô. Đấy là không có khống chế nha, có khống chế thì có khả năng sẽ đuối sớm hơn. Đánh yêu tinh là cũng khống chế được, cũng ngon á, nhưng mà canh về tầm hiệp 8, hiệp 9 này bút yêu tinh vô thì cũng rất là khó chịu cho cái đội hình nhị lăng thần đó. Ok, đây hai bên đều đuối ha, khả năng là hiệp này có người đi boss không nè, đích thực con boss không. Hiệp 9 này thì mới xuất hiện một boss thôi cho nên là chưa thành vấn đề. Qua hiệp 10 khả năng đi cao chắc cũng tầm đâu đó tới hiệp 10 chắc đứt quá, có thể là qua được hiệp 9 hoặc là hiệp 9 mất máu thì vẫn còn một máu để câu tới hiệp 10 ha. Ok, đây thì bài của bạn bên dưới này hơi xấu khi mà chỉ có muốn một con 4 chấm nhưng mà nó cần rất là lâu anh em để ý không, có một con 4 chấm nhưng mà nó câu trâu phết anh em mà. Bên kia có quỷ vương đồ các kiểu phụ gô mà còn hơi chật vật đấy. Đây bên này nó giảm chấm thì ghép vô thôi, nó sẽ ăn vô mấy con 7 chấm. Ồ, có một con hồi nãy có ra được một con nhị lang thần 7 nhưng mà bạn kia không sao chép ha, sao chép vô thì khả năng cũng bị nó vã cho nhưng mà sao chép đại thôi, chắc cũng cống cống này mà. Nhưng mà câu con boss khá là lâu, ngày nào nó cũng cuồng nộ mà. Con này mà cuồng nộ thì chắc nó giảm chấm nguyên bản hơi nhiều. Con này nó xả một hồi là đó, khúc này đánh tăng trưởng mới thấy hiệu quả của việc đánh tăng trưởng rồi, nó cuồng nộ rồi nên mà nó xả một phát chắc là cái bàn đi hết quá, giảm chấm khá là sâu. Bên kia sắp mất máu rồi kìa, để có giết được boss hay không, chắc khả năng mất máu rồi, nó trượt nhanh quá ta, cảm giác như nó đi cũng nhanh hơn nữa nên mà. Ở bên này nó dẹp hết luôn nè, còn toàn một hai chấm nè, nhưng mà bên này nó trâu nên mà có khả năng nó câu về 10 thì bên này nó câu boss lâu quá khả năng nó sẽ win được. Đó. Bên kia thì mất máu rồi chứ không nổ nhiệt, bên này thì cũng mất máu thôi,
khó mà giết được, là vì không có phụ thuộc hoàn toàn vào con nhị lang thần mà không có bị nó, bị con này nó phá banh phá gần sạch luôn này anh em thấy không. Rồi con boss xếp 10 là con âm dương với lại con ninja, bên này con nút ba bóng anh em ạ, nhưng mà bóng to chắc không sao. Có cái con đó đánh cái kiểu này phải đánh sao chép ha, đánh tăng trưởng ha, có tăng trưởng nó mới đẩy chấm lên nhanh được, chứ giờ mà đi gấp tăng sao thì không biết bao giờ mới xong, liệu có thua không ta. Đánh đầu lắm anh em, mà chưa thua được đâu, tại vì bóng bên dưới này nó trâu quá, chứ như nếu mà cùng cấp bóng thì chắc khả năng là đi rồi. Nó sao chép ra được mấy cái con nhị năng thần một chấm hai chấm mà nó bảo kê cũng khá là rắc đấy, liệu có thua không ta. Vẫn ăn được nên em vẫn giết được mấy con quái mới ghê chứ. Đúng là sức mạnh của mấy cái bóng level to ha, nó khắc bọt liền. Bên kia có vẻ đuối hơn kìa, nhiều khi bên kia lại thua ngược á, bên này bắt đầu nó xây được bóng lên là bắt đầu nó đâu câu lên rồi đó anh em, mà bên kia đuối hơn nha, mặc dù chấm cao hơn nhưng mà level bóng bên này to quá. Ok, nếu anh em coi video clip thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Bên kia thua ngược rồi. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.